Hello mọi người. Dâu tây con lần trước mình gieo tung tóe, thỉnh thoảng nó vẫn đua nhau lên. Đấy, cây nào to thì cứ to. Tấp tới. Này, những chỗ này, chỗ lần trước mình vừa nguyên quả dâu này, bắt đầu lên, chả biết là hạt dâu hay là cỏ đó. Được một cây dâu, hai cây dâu, 3, 4, 5, 6. Đấy. Cho mọi người xem mấy cái chết khô. À không, chết bệnh hay chết gì đấy, không, chết khô. Sau nghỉ lễ nó lại như nghỉ Tết. Để nó ra hoa này. Đấy. Hoa. Chán rồi. Chán, tuyệt vọng. Tuyệt vọng mấy cái này lắm rồi. Giờ cho chúng mày tự sinh tự diệt. Lá như ngáo ngộ này. Mấy hôm trước nắng chứ. Thế xong là quên không tưới. Mấy hôm về quê. Sau khi diệt bệnh. Đấy. Sao nó cứ ra hoa thế này nhỉ? Từ lúc trồng cây này sẽ thấy cái gì tên là cái ngó cả. Chỉ thấy hoa, để cúng đi khối rồi. Tích sinh nở đó thôi. Đây. Đây. Không biết là đây là cái hạt gì. Dâu này là mình đánh được cái chậu thì nãy quay ra đây. Đánh ra nó còn mọc thêm mấy cái con hôm mình đánh ra 4 cây thôi. Một cây này này. 2 cây này. 3 cây, 4 cây. Thế mà bây giờ nó mọc thêm mấy cây con nữa này. Đây này. Đây này. Đấy, cứ đua nhau ra. Còn đây là dâu rèn. Đợi cứng thêm chút nữa thì đánh ra cái chậu to hơn. Cảm giác đánh ra chậu mới là nó cũng tốt hơn cái chậu cũ kia. Thế thôi, nếu mấy cây to cái chết, mình sẽ quay ra chăm sóc những cây con này cho đến mùa xuân năm sau nó sẽ lại ra quả cho mình ăn. Mà mấy cái cây này từ giờ mà mùa thu mà nó quang tèo, mình sẽ lại mua cây mới để trồng. Thế thôi, không thể chịu được cái quả này cả. Này, đây nó lại là hoa này. Hoa này, công năng này. Đẹp lắm. Cây thì như là bà cụ ấy, vẫn cứ đẻ con được, vẫn cứ mang thai được. Biết là có phải do tác dụng lần trước mình bón cái kia không? À mà không, nó đèn sẵn rồi. Thôi thì thằng nào nó cũng chết. Thử. Thôi nha, chào mọi người nha. Cập nhật dâu tây mới cho mọi người xem. Thế thôi, mình sẽ chăm sóc mấy cây nhỏ bé đáng yêu này.